Qua các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Nhân Trạch phát hiện Trần Văn Mộng, 24 tuổi, quê Cà Mau, Hoàng Văn ba 30 tuổi, quê tỉnh Hà Giang, Trần Nghĩ Lành, 29 tuổi, quê thành phố Cần Thơ và Đinh Văn Dư, 26 tuổi, quê tỉnh Đồng Tháp, đang tụ tập sử dụng ma túy tại một phòng trọ ở tổ 27 ấp Bến Sắn, xã Phước Thiền, thu giữ một bộ dụng cụ sử dụng trái phép chất ma túy, một hộp quẹt ga kiểm tra trên người các đối tượng phát hiện trong túi quần của đinh văn dư có một gói tinh thể màu trắng nghi ma túy vụ việc công an đang tiếp tục điều tra làm rõ